Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên ngã ba cây Lơn, gần với con đường quốc lộ 1K, gần với hội trường Đông Hòa, gần siêu thị Bixi, bây giờ là siêu thị Go. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho khách hàng có diện tích đạt chiều ngang 4,5 m, chiều dài gần 20 m, tổng diện tích là 81 m², được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu. Căn nhà này được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc kiên cố. Nhà này có hướng đông nam mát mẻ. Đây là mặt tiền căn nhà mình này. Công năng sử dụng gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Căn nhà này được chủ nhà thiết kế rất là tỉ mỉ này. Mặt tiền được chủ nhà ốp đá lên trên. Phía trước là một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực chính trong đây nhé. Sân ngoài đây được chủ nhà lót gạch nhám rất là đẹp này. Và phía trước mình có bộ cửa cổng 4 cánh được chủ nhà sơn màu đen. Con đường phía trước là một con đường nhựa rộng 6 m thông. Đường này mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được nha. Đây là con đường phía trước này. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong căn nhà để tham quan căn nhà nhé. Đây là không gian phòng khách này. Phòng khách rất là rộng nha. Chủ nhà kê bàn ghế. Bên hông thì được chủ nhà trang trí một bức tranh mà áo thành công rất là lớn này. Cửa ở đây được chủ nhà gắn rèm rồi nha. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ngay ngã ba cây Lơn. Em sẽ dẫn vào xem. Nhà 80 m², được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu. Kế bên con đường quốc lộ 1K, gần với ngã ba cây Lơn và siêu thị Bixi. Bây giờ em sẽ di chuyển vào trong khu bếp, quay trong để cho quý vị mình xem nhé. Khu bếp rộng rãi này. Nhà mới hoàn thiện cuối năm 2020. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trên đây. Tủ được chủ nhà làm tủ gỗ sồi tự nhiên, làm hai dàn trên và dưới, rất là đẹp nha. Ở đây có tủ rượu mini luôn. Ở đây có bộ bàn ăn 6 ghế rất là đẹp nha. Đây có bức tranh rất là đẹp này. Phía cuối mình là phòng vệ sinh cũng như giếng trời ở cuối căn nhà nha. Trên đây có giếng trời này. Phòng vệ sinh này. Nội thất cơ bản rất ok nha. Ở đây có vòi tắm đứng sen thuyền, bàn cầu đúc Toto rất là đẹp này. Không gian tầng trệt rất là đẹp nha. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem. Nếu quý vị thấy căn nhà này ưng thì hãy tặng cho em Sơn một like nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem nhà, hẹn gặp em ngay ngã ba cây Lơn, em sẽ dẫn vào xem. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa, tay vịn gỗ gò đỏ và kiếng cường lực rất là chắc chắn nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3 tỷ 750 triệu đồng. Giá này vẫn còn được thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem, liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã ba cây Lơn, em sẽ dẫn vào xem. Đây là phòng ngủ đầu tiên này, do chủ nhà chưa ở tới. Đây chỉ kê thôi. Tầng trệt này hai phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng nhé. Và bên đây có cửa chỗ sang bên giếng trời này. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nha. Cửa chính được chủ nhà làm cửa gỗ sồi. Phòng ngủ này rộng này. Phòng ngủ này cũng có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nhé.
Nội thất cơ bản rất là ok. Một căn nhà rất là đẹp. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kín giả gỗ. Rất là đẹp nha. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 4,5 m, chiều dài gần 20, tổng diện tích là 81 m². Nhà thuộc mặt tiền đường, nhà hướng đông nam. Căn nhà này được chủ nhà đang kêu với mức giá là 3.750.000.000 cho căn nhà cực đẹp này nha. Nhà gần ngã ba cây lơn, gần siêu thị Bixi. Anh chị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em theo số điện thoại ở trên màn hình, em sẽ dẫn đi xem nhé. Đây là phòng ngủ thứ ba và đây là phòng vệ sinh thứ tư rồi. Phòng vệ sinh được chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn, rất là đẹp nhé. Khoảng trống không gian cầu thang này được chủ nhà làm một giếng trời ngay cầu thang này để mình lấy ánh sáng tự nhiên nhé. Đây là phòng ngủ thứ tư. Phía bên đây là phòng thờ rộng rãi này, có ban công phía trước này. Tất cả hệ thống cửa căn nhà này đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực và được chủ nhà làm rèm đầy đủ rồi. Phòng thờ rộng rãi nhé. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.